Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại giáo xứ Tân Hương thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì và trực thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang ngày hôm nay lại có mặt tại giáo xứ Tân Hương. Lý do như thế nào mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo lại có mặt tại giáo xứ Tân Hương thưa anh? Thứ nhất là chào anh Luận. Vâng. Thì chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, như anh Luận đã biết, thì Linh Mục Nguyễn Sang ngoài chăm lo công việc cho giáo xứ thì cha cũng vẫn thường tổ chức những cái chương trình từ thiện để giúp những cái người bất hạnh khắp nơi. Thì đặc biệt cái ngày hôm nay tại giáo xứ Tân Hương, giới trẻ giáo xứ Tân Hương muốn gây quỹ để lo cho người nghèo tại giáo xứ. Thì với một cái tấm lòng rất là trân trọng thì các em bên giới trẻ cũng như anh em bên giới trẻ giáo xứ Tân Hương đã mời cha Nguyễn Sang đến như một cái cánh tay nối dài để đóng góp những cái tiết mục văn nghệ, nhưng trên cái tinh thần là sẽ kêu gọi những người, những ân nhân và mạnh thường quân để mà đóng góp vào quỹ người nghèo giúp cho giáo xứ. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết là chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo rất thường xuyên gần gũi những nơi nào, những đoàn thể nào có những cái gì nghèo khó thì gần như Linh Mục Gioan, Nguyễn Sang đều có mặt để hỗ trợ và tăng cường thêm sức mạnh cho những hội người nghèo đó. Anh có thể cho biết thêm được là mình có ý định gì hoặc những cái gì để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay? Vâng, thưa anh, thì về bên chương trình của ban tổ chức bên Cha Sang thì hỗ trợ về những cái tiết mục văn nghệ, đặc biệt cái giọng hát chính đó là Linh Mục Nguyễn Sang. Bên cạnh đó thì với cái tinh thần yêu mến công việc bác ái thì Cha Sang cũng mời gọi được những ca sĩ đến từ hải ngoại, và sự hỗ trợ đó để cho thấy rằng cha Nguyễn Sang luôn quan tâm đến những người nghèo, không những bằng những cái món quà đến người nghèo mà đó là cái tinh thần mà cha, như trong chương trình thì cha như là phần hỗ trợ về tất cả những phần văn nghệ cũng như là về âm thanh, ánh sáng, và đó là phần của bên chương trình Tiếng Hát Người Nghèo hỗ trợ cho chương trình tối đêm nay. Để đón tiếp chương trình sắp tới của Linh Mục Nguyễn Sang hỗ trợ cho những người nghèo tại giáo xứ Tân Hương, rất là cảm ơn anh Thanh và hẹn anh cũng như là quý vị khán thính giả chuẩn bị đón tiếp và xem chương trình sắp tới diễn ra. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Với chủ đề là góp một bàn tay để xây dựng cho những người nghèo, trong dịp này chúng tôi rất hân hạnh gặp được anh chị Phục từ Cali đã trở về Việt Nam. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị đây, anh Phục và chị Jenny. Vâng, xin chào anh chị. Được biết là anh chị từ bên Cali về thì anh chị có thể đến với chương trình của Linh Mục Nguyễn Sang ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và thưa anh, chúng tôi từ Cali chúng tôi cũng đã được nghe biết về Cha Sang đôi phần. Nhưng mà chúng tôi muốn về đây để được tìm hiểu thêm về chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Và quả thật là những gì mà chúng tôi được nghe nói về chương trình Người Nghèo tại Mỹ thì về đây chúng tôi được chứng kiến tận mắt tất cả, và chúng tôi đã đi theo rất là nhiều cái chương trình cứu trợ mổ mắt cũng như là phát quà cho đồng bào nghèo, và đã gần gũi với tất cả anh chị em thành viên của Cha Sang cũng như của với chính Cha Sang. Chúng tôi rất cảm động thấy cha tràn đầy tình yêu thương, và tất cả đoàn viên cũng đều yêu thương và san sẻ tất cả với nỗi khó khăn của tất cả mọi người. Vâng, rất cảm ơn anh Phục. Dạ, thưa với chị là chương trình mà góp một bàn tay trong đêm hôm nay mang một ý nghĩa đến với những người nghèo, thì như một cái chủ đề và những chương trình của Cha Sang, thì chị có một cái ý gì, lời chúc như thế nào đến với chương trình Tiếng Hát Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang tại Việt Nam không, thưa chị? Tôi là Jennifer Trần. Cũng rất hân hạnh để hôm nay để đến để dự cái buổi đại nhạc hội, không biết nói đại nhạc hội của Linh Mục Nguyễn Sang. Và nếu đã góp một bàn tay thì chúng tôi đó thì đang ở California, thì thấy Linh Mục làm những cái chuyện tôi rất là ái mộ, rất là quý mến. Nếu mà tôi mỗi lần tôi nghĩ tới đó là nước mắt tôi muốn khóc, tại vì những cái chuyến đi
những cái chuyến đi xa cực khổ vậy mà Linh Mục chấp nhận chịu tất cả. Nên xin lỗi anh. Thưa cho tôi được tiếp lời thế này. Quả thật chúng tôi thấy đây là một người thật, việc thật, tràn trề yêu thương, tràn đầy lòng bác ái, yêu thương với tất cả mọi người khó nghèo. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi tha thiết kêu mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng Cha Sang đồng hành với Cha Sang và chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Chúng ta góp một bàn tay để xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của những anh em bất hạnh của chúng ta. Chúng tôi rất hân hạnh được biết Cha Sang, được biết chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo và được biết anh cũng như tất cả anh chị em thành viên là những người yêu thương Cha, coi Cha như bố vậy và rất là yêu thương Cha và cộng tác với Cha. Chúng tôi cảm ơn quý anh chị đã đồng hành với Cha và chúng tôi tha thiết yêu cầu quý anh chị tiếp tục yểm trợ Cha để cho chương trình Tiếng Hát Về Người Nghèo càng ngày càng bay bổng, càng ngày được càng nhiều người biết đến để có thể xoa dịu nhiều hơn những nỗi khổ đau vô vàn của đồng bào yêu thương của chúng ta. Xin cảm ơn anh. Thưa với quý vị, có lẽ những giọt nước mắt của chị Jenny cũng ít nhiều gì cũng làm những giọt nước tình thương chan hòa sẽ đổ tràn xuống quý vị, cũng như là những tấm lòng mà những trẻ em nghèo đói, những căn nhà rách nát hoặc những người còn nghèo khổ tại Việt Nam, thì cùng với những tấm lòng của anh chị ở đây cũng đã bày tỏ được một cách rất là khách quan đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ngày hôm nay. Chúng tôi tha thiết với quý vị cùng góp lòng và góp bàn tay đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Và chốc lát nữa đây có lẽ quý vị cũng thưởng thức và xem được những gì và những công việc gì và những người nghèo như thế nào tại Việt Nam, và những tấm lòng đóng góp của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất hân hạnh và may mắn gặp được sứ mệnh viên của đài Việt Phây TV của Trung tâm Thúy Nga trở về và có lẽ cũng cộng tác với Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Sang ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh Trọng Thắng. Vâng, thân ái gửi lời chào đến anh và cũng như là gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa với anh, ngày hôm nay nguyên nhân như thế nào mà anh có thể là có mặt tại giáo xứ Tân Hương trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang ngày hôm nay? Thưa anh, đây là một cái điều rất là bất ngờ nhưng mà Trọng Thắng rất là trân trọng và hân hạnh được để góp mặt trong cái chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Được biết đến Linh Mục Nguyễn Sang gần đây thôi qua cái chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ở tại Canada, thì Trọng Thắng được biết đến Cha và gặp gỡ. Sau đó thì một cái dịp rất là vô tình, tình cờ là Trọng Thắng cũng về Việt Nam để thực hiện một số những cái công việc làm ở đây và được gặp gỡ cùng Cha cũng như là cùng với Cha đi cứu trợ những cái người nghèo ở vùng xa, vùng sâu qua những cái chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, mổ mắt cườm cũng như là tặng xe lăn rồi phát quà cho những cái người nghèo ở tại chùa Phú Bổn. Và Cha cũng ngỏ ý là muốn Trọng Thắng đóng góp tiếng hát trong một cái chương trình rất là đặc biệt trong đêm nay. Thì đó là một cái điều rất là vinh hạnh cho Trọng Thắng được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự có mặt của anh Trọng Thắng đêm hôm nay. Nhưng mà còn một điều nữa vẫn chăn trở là chưa biết là những chương trình khác thì anh Trọng Thắng có liên hệ và đóng góp rồi. Thế thì riêng chương trình của Cha Nguyễn Sang mà thực hiện ở Việt Nam thì anh có một cái cảm nghĩ như thế nào khi thấy những công việc của Linh Mục Nguyễn Sang tại Việt Nam? Rất là cao quý, phải dùng một chữ là rất là lớn, thưa quý khán thính giả. Với một cái đội ngũ thiện nguyện viên của Linh Mục Nguyễn Sang trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, lên tới trên 500 thiện nguyện viên, thì đây là một cái công việc không nhỏ và không phải là dễ dàng mà có thể có được một cái đội ngũ thiện nguyện viên lên tới cái hàng con số trăm như thế này. Thì riêng một cái điều này cũng đã nói lên một cái tầm quan trọng cũng như là cái sức cái tầm cỡ to lớn như thế nào trong cái chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Cho nên đây là một cái lần đầu tiên Trọng Thắng đến và Trọng Thắng rất là ngỡ ngàng, tuy nhiên là vô cùng thán phục về những công việc làm của Linh Mục Nguyễn Sang. Một linh mục mà có thể là có những cái show gần như những ca sĩ khác phải không thưa Trọng Thắng? Thì đúng thưa anh ạ. Trọng Thắng có thể là tiết lộ một tí nào cho chương trình đêm nay sự góp mặt của Trọng Thắng là tiết mục như thế nào không? Thưa anh, là trong đêm nay thì Trọng Thắng sẽ gửi đến cho quý khán thính giả hai bài hát theo lời yêu cầu của Linh Mục Nguyễn Sang. Thì bài hát gì thì chút xíu nữa đây quý khán thính giả sẽ cùng khám phá. Xin cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh Trọng Thắng. Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị cũng hồi hộp theo Nguyễn Luận, bởi vì chính anh Trọng Thắng cũng chưa
tiết lộ điều này thì mình cũng đành phải chịu thôi. Chúng ta cố gắng chờ đợi trong giây lát nữa chúng ta sẽ thưởng thức một tiếng hát gần như là một giọng hát của những ca sĩ hải ngoại. Xin quý vị chào đón và chờ lắng nghe những gì sắp sửa diễn ra trong đêm nay tại giáo xứ Tân Hương. Vâng, thưa quý vị, chương trình tiếng hát về người nghèo ngày hôm nay cũng có lẽ rất đặc biệt đến với giáo xứ Tân Hương. Sự có mặt của ông bà cố, tức là người thân sinh ra Linh Mục Nguyễn Sang, ngày hôm nay cũng có mặt tại giáo xứ Tân Hương với chương trình để giúp đỡ cho người nghèo. Có lẽ đây là một dịp chúng ta ít có khi nào để mà thưởng thức được hoặc là gặp hay tiếp xúc được với ông bà cố trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chúng ta đôi lời tâm sự với ông bà cố. Vâng, con xin chào ông cố. Chào quý vị. Thì hôm nay có việc mà cha Sang tổ chức show để mà giúp những người nghèo, thì có mời lên để mà dự. Là tôi cảm ơn cái ban tổ chức và với quý vị trong đoàn thể. Thưa với ông bà cố, con được biết là ông bà cố ở Tút Chí Gò Công. Thế thì ông bà cố rồi Gò Công từ mấy giờ mà giờ này đã có mặt tại giáo xứ Tân Hương ngày hôm nay? Dạ, đi từ hồi 10 giờ. 10 giờ tới 1 giờ tới tới chỗ cha Sang ở. Rồi nghỉ cơm nước rồi bây giờ mới đi tiếp giai đoạn 2 á. Rồi giai đoạn 2. Dạ. Giai đoạn 3 thì hiện đang là có mặt tại giáo xứ Tân Hương. Dạ dạ. Vâng. Dạ. Chúc mừng ông bà cố rất là khỏe để có sức để xem một tiếng hát của người con, thế nhưng mà cũng là một tiếng hát của đại đa số những người nghèo. Và chính những giọng hát này, thưa quý vị, quý vị cũng đã biết là chính những giọng hát của một người con trai tuyệt vời, có thể nói là người con út trong gia đình của ông bà cố, đã làm nên biết bao nhiêu sự việc, và cũng có thể nói là hàng nghìn, hàng trăm căn nhà cũng như hàng nghìn con mắt đã được giải thoát bởi giọng hát của một vị linh mục trẻ ngày hôm nay. Chương trình tiếng hát về người nghèo ngày hôm nay đang có mặt tại giáo xứ Tân Hương. Vâng, thưa xin chào cha. Hôm nay được biết là chương trình của cha lại một lần nữa phục vụ với đến với người nghèo tại giáo xứ Tân Hương. Thì ngày hôm nay thưa cha đến đây là với những chương trình, cha có thể cho biết nội dung chương trình ngày hôm nay gồm có những tiết mục như thế nào và đến với ý nghĩa như thế nào với giáo xứ Tân Hương thưa cha? Kính thưa anh và kính thưa quý khán thính giả, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là chương trình luôn phục vụ cho những người nghèo về qua các chương trình Xây Nhà Tình Thương và Mẫu Mắt. Nhưng bên cạnh đó, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo cũng phục vụ những cái chương trình văn nghệ thánh ca để gây quỹ giúp cho tại địa phương chỗ đó. Chẳng hạn như hôm nay là chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, Linh Mục Nguyễn Sang kết hợp với những ca sĩ hải ngoại của Trung tâm Thúy Ngập như là Quang Lê, rồi anh Trọng Thắng là sứ ngôn viên của Đài Việt Phay, rồi cô Dâu Linh, hay là những ca sĩ công giáo của chúng ta ở đây Hoàng Hiệp, Diệu Hiền. Và chương trình tối nay hát đó là để mục đích gây quỹ giúp cho tại giáo xứ này có cái quỹ để giúp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Và cũng trong đêm nay, chương trình Hát Vì Nghèo cũng giúp đỡ và chia sẻ 10 chiếc xe lăn cho tại nơi đây. Và toàn bộ tất cả những chi phí và thu góp được hôm nay đều dồn vào cái quỹ cho giáo xứ Tân Hương này, đặc biệt là bên giới trẻ, để cho họ có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo. Rất cảm ơn cha. Thưa với quý vị, chương trình quá hấp dẫn phải không thưa quý vị? Chốc lát nữa đây quý vị sẽ thấy rằng tiếng hát của Linh Mục Nguyễn Sang với một trang phục khác chứ không phải như thế này. Bởi vì ở đây chúng tôi chặn từ ngoài cổng để đón được hình ảnh thật sự và đời sống rất bình thường của Linh Mục Nguyễn Sang. Xin quý vị đón chờ và chương trình sẽ lần sẽ trình diễn đến với quý vị. Chương trình rất phong phú và có lẽ quý vị cũng hồi hộp, bởi vì từ nãy đến giờ ở đây rất đông người khao khát chào đón Linh Mục ca sĩ Gioan Bautista Nguyễn Sang. Xin quý vị vui lòng chào đón. Vâng, xin kính chào cha. Chút nữa sẽ hẹn gặp lại cha với một trong trang phục của một ca sĩ linh mục. Vâng, thưa quý vị, trên đường đón chúng tôi rất hân hạnh gặp được Giao Linh. Vâng, thưa xin chào chị Giao Linh. Chị khỏe không? Dạ, cảm ơn. Dạ, vâng, xin chào anh. Dạ, vâng.
Hôm nay rất là vinh dự được gặp lại anh chị ở trong giáo xứ Tân Hưng ngày hôm nay. Yeah. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo lại xuất hiện ở đây. Yeah. Và rất thường xuyên, có lẽ chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ở đâu thì có Châu Linh ở đó. Yeah. Thế thì thưa chị có thể cho biết là hôm nay đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, chị có một cái cảm nghĩ gì trong cái buổi diễn ngày hôm nay thưa chị? Châu Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến, và cũng như là anh MC vừa giới thiệu thì ở đâu có Tiếng Hát Vì Người Nghèo thì ở đó có Châu Linh. Và Châu Linh mong muốn rằng chương trình này sẽ được tiếp diễn thường xuyên hơn để cho chúng ta, những người công giáo, mỗi người góp một bàn tay để giúp cho những người khó khăn như chúng ta có một cái cuộc sống êm ấm khá hơn. Rất cảm ơn chị. Từ nãy đến giờ là khoảng gần một tiếng đồng hồ, không khí ở đây rất nao nức để đón chờ những danh ca từ trong nước cũng như hải ngoại trở về trong dịp giáo xứ Tân Hưng ngày hôm nay. Thưa với quý vị, tất cả những hình ảnh này chút xíu nữa đây, chắc quý vị cũng đã nóng lòng rất chờ đợi chương trình được khai mạc. Thì xin quý vị cũng vui lòng chờ trong ít phút nữa, tất cả những ca sĩ sẽ may mắn phục vụ và đem tình thương đến với quý vị để đóng góp vào trong quý chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Sang ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ngày hôm nay, rất nhiều đối tượng, rất nhiều người có khả năng đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Hiện tại bây giờ chúng tôi lại tiếp xúc được với một vị ân nhân sau đây. Dạ vâng, xin chào chị. Vâng, được biết chị là một cơ sở hình như là spa. Vâng. Dạ. Chưa chị đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ngày hôm nay là nguyên do như thế nào? Chị có thể biết được chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang ạ? Dạ, em đến đây là cũng theo cái lời mời của cha, lại của chị Jennifer bên Trọng Thắng, em đến để ủng hộ chương trình để giúp cho những người nghèo ạ. Vâng. Có lẽ là chị có đến tham dự với những chương trình như thế này của cha Sang bao giờ chưa? Dạ, đây là lần thứ hai em đến đây. Đây là lần thứ hai. Nếu mà đến với lại cha Sang lần thứ hai thì có lẽ chị cũng có nhiều cái kinh nghiệm hoặc là một số ý tưởng như thế nào. Thì ngày hôm nay chị có thể là cho khái niệm sơ sơ về công việc của cha Sang, của ngày làm từ trước đến nay. Cha Sang làm mà từ thiện rất là đặc biệt, cha theo cái quy trình rất là kỷ luật, rất là trật tự. Và cha bỏ ra rất là nhiều tâm huyết, công sức bằng tiếng hát để cha đi quyên góp những cái tiền để mà cho những người nghèo. Thưa, như vậy là có lẽ là chị cũng đã rành tương đối khá về, biết về cha Sang. Vậy chúc mừng, chúc cho chị là luôn có cái sự cộng tác chặt chẽ với lại Linh Mục và Gioan Bautista Nguyễn Sang. Chị có cái lời gì chúc cho đêm nay diễn của cha Sang đến với người nghèo không? Dạ thì tôi cũng mong muốn là cái tiếng hát của cha sẽ nó làm cho thật nhiều cảm xúc với những cái nhà hảo tâm, để mà họ chung sức, chung mỗi người một tay để mà giúp cha, để lo cho các em nghèo khó và những cái cuộc đời bất hạnh. Vâng, cảm ơn chị. Chúc công ăn việc làm của chị luôn tiến tới và thành đạt trong tương lai. Dạ, để chị có điều kiện đến với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Vâng, thưa quý vị, giây phút hồi hộp quý vị đang đón chào, có lẽ quý vị cũng đã được thấy. Vâng, xin chào anh Quang Lê. Vâng, xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Luật. Vâng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Ngày hôm nay rất vinh dự tại nhà thờ Tân Hưng này, sự có mặt của anh Quang Lê. Có lẽ từ nãy đến giờ rất nhiều người sau khi nghe được tin là có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê, và họ đã rất là hồi hộp và chờ đợi. Giây phút của quý vị chờ đợi đã đến. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Quang Lê đang đứng ở đây. Thưa anh Quang Lê, nguyên nhân như thế nào anh có thể biết đến được chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang trong ngày hôm nay ạ? Lời đầu tiên Quang Lê xin trân trọng kính chào quý khán giả đang xem TV. Quang Lê biết được cha Sang và biết được cái chương trình mà Tiếng Hát Vì Người Nghèo là qua bà cô của Quang Lê, là cô Jennifer ở đây. Vì cô giới thiệu Quang Lê đến với chương trình, đến với cha, cho nên Quang Lê thấy rằng cái công việc làm của cha Sang rất ý nghĩa. Cho nên Quang Lê muốn góp một bàn tay để ủng hộ cho cha trong những cái việc làm của cha trong những ngày sắp tới. Cho nên đó là cái lý do mà ngày hôm nay Quang Lê đang có mặt tại đây. Rất cảm ơn ca sĩ Quang Lê. Chắc chắn rằng không khí sôi động từ những giây phút đón chờ cho đến bây giờ, rất nhiều người nao nức. Và như quý vị cũng đã thấy, mong mỏi tiếng hát của ca sĩ Quang Lê chỉ qua những làn sóng hoặc qua những đĩa CD tại Việt Nam. Thế nhưng ngày hôm nay, một Quang Lê bằng da bằng thịt sẽ sửa xuất hiện với quý vị ngày hôm nay, và nhất là trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang nữa.
thì thay mặt cho chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang ngày hôm nay, rất mong mỏi sự đóng góp cũng như là lòng hảo tâm của quý vị đến với chương trình của cha. Bởi vì như quý vị đã biết là chương trình của Linh Mục Nguyễn Sang là một chương trình hết sức từ tâm, từ thiện trong ngày hôm nay. À, hình thức của Quang Lê ngày hôm nay về đây hát, thưa anh Quang Lê, có một điều hỏi nhỏ với anh là anh đến với chương trình ngày hôm nay là có một cái động tác gì hay là một cái niềm gì thôi thúc mà háo hức mà đến với chương trình của cha Nguyễn Sang không? Thì Quang Lê thấy rằng cái công việc làm của cha vô cùng ý nghĩa. Quang Lê lại càng xúc động hơn khi mà cha đã đến những cái ngôi chùa để mà ủng hộ, để mà giúp đỡ những Phật tử nghèo. Cái đó là một cái điều mà Quang Lê cảm thấy cái tấm lòng trải rộng không phân biệt tôn giáo. Cho nên đó là cái động cơ mà mạnh nhất khiến Quang Lê góp một bàn tay chung tay với cha để mà tiếp tục cái con đường của cha. Rất cảm ơn ca sĩ Quang Lê. Thưa quý vị, đúng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo không phân biệt tôn giáo, sẵn sàng đến với bất cứ đối tượng nào, từ trẻ em nghèo khổ cho đến người già, hoặc là đến những cái mái nhà, những ngôi nhà tình thương, thậm chí những bữa cơm hàng ngày đó, đến với những cụ già tại các nơi vùng sâu vùng xa, kể cả như cao nguyên. Và hôm nay chúng tôi xin ngắt lời với quý vị ở đây để nhường lại cho khán thính giả chờ đón và chào mừng tiếng hát của ca sĩ Quang Lê. Một lần nữa xin thân ái và cảm ơn quý vị. Lời đầu tiên, Quang Lê xin trân trọng kính chào quý cha, quý ông bà, anh chị em đang có mặt tại giáo xứ Tân Hương ngày hôm nay. Hôm nay thật là một niềm vinh dự để cho Quang Lê đến giáo xứ cùng góp một bàn tay trong chương trình gây quỹ của Linh Mục Nguyễn Sang, một cái việc làm ý nghĩa mà đã chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm. Và khi Quang Lê biết được cái công việc làm rất tốt của Đức Cha thì Quang Lê lại có nhã tâm muốn đem tiếng hát mình để cống hiến bà con trong ngày hôm nay. Ước mong rằng cái chương trình sẽ được thành công và cái công việc làm của cha sẽ giúp được nhiều người hơn nữa. Và quý vị biết là Quang Lê chỉ mới nhận lời đến đây ngày hôm nay thôi, tại vì Quang Lê về đây chỉ vài hôm và công việc rất dày đặc. Nhưng mà vì cái tình nghĩa mà Quang Lê cảm nhận từ tấm lòng của Đức Cha, cho nên Quang Lê đã đến đây. Và để không làm mất thời gian, xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Duy Khánh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương Về Miền Trung. Dò theo lụa dò mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay. Thuyền ai đầu bên sóng trắng đỏ, có chờ trắng về, có chờ trắng về. Kịp tôi đi, đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê còn vương bao niềm thương, cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao làng hương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngừ đẹp trăng soi đêm trường, và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào
tìm đẹp duyên nhau dài lâu xa rồi còn đâu. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào trắng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi mặt lạnh lòng trái ngàn thương. Mỗi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi từ ngọt khóc reo chiều buông tôi vẫn còn thương. Không về chơi thuốc vị, nhìn nặng hàng câu nặng mới lên. Cảm ơn con. Vườn ai vượt quả xanh như ngọt là trúc tre ngang mặt chữ tiền. Em ơi chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa. Đẹp lòng người đi, em biết chăng em đã bao thu rồi bằng lạnh lòng trái ngàn thương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngừ gọt không reo chiều buông tôi vẫn còn thương. Người ơi nếu còn vẫn trắng soi dòng hương núi ngừ gọt thông reo chiều buông tôi vẫn. Tiếng hát chúng ta muốn giúp đỡ cho những người khó khăn hơn chúng ta. Và Giao Linh đến đây thì cũng bằng với tất cả tấm lòng của Giao Linh. Và mong ước là chúng ta mỗi người chung một bàn tay để hôm nay chương trình được như ý, phải không em? Thì món quà mà Giao Linh muốn giới thiệu đến quý vị thì Giao Linh nghĩ là quý vị cũng đang chờ đợi. Thì sau đây là phần trình diễn kế tiếp của Cha Sang, Linh Mục Nguyễn Sang. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát vì người nghèo. Lời đầu tiên, con Linh Mục Nguyễn Sang xin được kính chào toàn thể quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý bạn trẻ em lời chào thân mến nhất. Và sau đây, con xin được mời cô Giao Linh cùng hát với con một bài hát thánh ca mà đã được thu âm trong những đĩa CD trong năm tháng qua. Và trước khi hát bài hát này, một lần nữa con chân thành cảm ơn cô hơn 6 năm qua đã đồng hành với con trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Đôi khi phải hát tại Việt Nam, có khi đến hải ngoại, có khi cô cháu mình hát ở Canada, Úc Châu và tại Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó để cho thấy rằng tấm lòng của cô luôn dành cho những người nghèo trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang. Và sau đây một nhạc phẩm thánh ca được mang tên Tình Thương Nhiệm Màu, nhạc và lời của Hồng Trần, qua tiếng hát của Linh Mục Nguyễn Sang và nữ danh ca Giao Linh.
con lòng mến yêu, dù đời đã đắng cay trong chiều, cho con yêu một Chúa thôi để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Xin cho con say tình Ngài để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa gọi ngày trời, đem thân dãi giàu tháng năm, mong đời dâng thế bất khổ. Nhưng vô tâm sao bạc tình, dành cho Ngài thắp hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Chúng ta đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca với tựa đề Tình Thương Nhiệm Màu. Qua bài hát này, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy biết ăn năn sám hối quay trở về với Ngài. Một lần nữa, chúng ta đang thưởng thức nhạc phỏng thánh ca với tiếng hát của Lục Nguyễn Sang và nữ chánh ca Giao Linh. Xin bao la tình Chúa thương, vì đời mà tôi đã hối hận. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi Chúa đánh sáng hơn đơn. Xin cho con quay trở về, tìm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến thương vô bờ, con đã đem quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Giao Linh xin được cảm ơn cha Sang đã tạo điều kiện cho Giao Linh
hôm nay được về đây và đã cho Giao Linh đồng hành cùng với tiếng hát vì người nghèo. Một lần nữa xin được cảm ơn sự thương mến của quý vị và cảm ơn cái tình cảm mà quý vị đã dành cho Giao Linh từ bao nhiêu năm nay. Một lần nữa cô xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bạn chị em đã dành tình cảm đặc biệt cho con và cô Giao Linh trong buổi tối hôm nay. Và tiếp tục chương trình sau đây, cô xin được gửi đến một nhạc phẩm thánh ca rất quen thuộc với đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Nhạc phẩm được mang tên Trong Trái Tim Chúa và cùng với phần phụ họa của các em thiếu nhi thuộc giáo phận Mỹ Tho. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tin Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Chúng ta đang thưởng thức nhạc phẩm Trong Trái Tim Chúa. Qua bài hát đầy một lần nữa, chúng ta hãy cảm tạ hồng ân của Chúa đã đổ tràn đầy ơn lành trên chúng ta. Chính thánh tâm trái tim Chúa đã đổ máu và nước để phát sinh các nguồn bí tích cho chúng ta. Qua bài hát này, chúng ta cầu xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ gia đình và mỗi người chúng ta. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp chân con mau bước lên trời. Là tiếng ca, là đóa hoa, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết song sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha,
mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống hàng ngày của chúng ta luôn đối diện với những khó khăn trong cuộc đời, và đôi khi chúng ta tưởng chừng như chúng ta bị gục ngã, và chúng ta tưởng chừng như chúng ta bị mồ côi, Chúa bỏ chúng ta. Nhưng thưa không, khi gặp những gian nan thử thách đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng: xin Chúa hãy luôn đồng hành với con, đừng để cho con gục ngã, đừng để cho con mồ côi trong cuộc đời này. Sau đây một nhạc phẩm thánh ca, nhạc và lời của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Mộng Huỳnh sáng tác, bài hát được mang tên Một Niềm Phó Thác. Đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền. Chúng ta đang thưởng thức một nhạc phẩm thánh ca rất ý nghĩa trong đời sống của chúng ta, bài hát được mang tên Một Niềm Phó Thác. Qua bài hát này, Linh Mục Nguyễn Sang cầu xin Chúa ban nhiều ân lành cho quý cha và toàn thể của mạnh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay được tràn đầy hồng ân của Chúa. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài.
từng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, từng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Và bài hát kế tiếp để kết thúc phần 1 của Linh Mục Nguyễn Sang trình bày sau đây một nhạc phẩm rất ý nghĩa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thường nói rằng Chúa luôn hiện diện với chúng ta trong cuộc đời này, không chỉ ở trong nhà thờ, không chỉ nơi bí tích thánh thể, mà Chúa còn hiện diện nơi những người nghèo khó, những người bất hạnh, những em thiếu nhi không có điều kiện đến trường, nơi những người già cả bệnh tật. Và sau đây một nhạc phẩm thánh ca sẽ được diễn tả nói lên điều đó, để mời gọi tất cả chúng ta hãy ra đi để chia sẻ với những người anh em khó nghèo. Bài hát được mang tên Chúa vẫn ở bên con. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi gian dở điều tàn, Chúa ở nơi con khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tiền, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người nơi đây suốt cuộc đời. Chúa không ở đâu xa, Chúa ở rất gần với chúng ta, nơi những người bất hạnh trong cuộc đời, nơi những em thiếu nhi nghèo khó, nơi những người già bệnh tật đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi gian dở điều tàn, Chúa ở nơi con khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tiền, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người nơi đây suốt cuộc đời. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người nơi đây suốt cuộc đời. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người
nơi đây suốt cuộc đời. Một lần nữa, Linh Mục Nguyễn Sang và các em thiếu nhi thuộc giáo phận Mỹ Tho xin chân thành cảm ơn. Cha có thể cho con biết là cha làm công việc từ thiện giúp đỡ người nghèo từ khi nào, và vì sao cha lại chọn cái con đường này để phục vụ những người mảnh đời bất hạnh? Kính thưa quý ông bà anh chị em, con là linh mục thuộc giáo phận Mỹ Tho. Sau khi thụ phong linh mục vào năm 2005, và con được Đức Giám mục sai đến làm việc tại những giáo phận vùng quê, và chính nơi đây con đã được nhìn thấy những người nghèo trong những căn nhà dột nát, các em thiếu nhi không có điều kiện đến trường, vân vân. Và để giúp đỡ cho những người nghèo, con đã quyết tâm dùng những khả năng của mình Chúa ban, tức là những nén bạc, đó là dùng tiếng hát của mình để thu âm những bài thánh ca trong CD để phát hành giúp người nghèo qua chương trình xây nhà tình thương Mổ Mắt Cườm, phát tặng những chiếc xe lăn, những suất học bổng nghèo, những suất học bổng cho các em học sinh nghèo. Và những công việc đó đã làm hơn 6 năm qua. Và ngày hôm nay con được rất vinh dự được đến đây để góp lời ca tiếng hát trong cái chương trình góp một bàn tay để gây quỹ cho giáo xứ để giúp đỡ cho những người nghèo. Vâng, thưa cảm động, phải không quý vị? Vâng, và thưa cha, khi cha làm những chương trình phục vụ người nghèo như vậy thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều những kỷ niệm đặc biệt. Vậy thì cha có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đó với mọi người ở đây được không ạ? Trong cuộc đời của chúng ta làm bất cứ công việc nào nó cũng có những cái kỷ niệm, có những kỷ niệm buồn nhưng mà cũng có kỷ niệm vui. Nhưng mà thôi thì hôm nay là trong ngày vui thì con xin được kể lại những cái kỷ niệm mà để lại dấu ấn con trong những năm tháng qua. Và đây chính là những kỷ niệm nó hung đúc cho con tiếp tục dấn thân cho công việc phục vụ cho những người nghèo. Đó là trong một lần con xây nhà tình thương cho một bà cụ, và hàng tháng con đã vẫn đến thăm và cất nhà cho cụ để trao gạo cho cụ một tháng là 10 kg. Và khi cất nhà xong, con đến con hỏi cụ rằng là: bà ơi, bà ở trong căn nhà này bà cảm thấy làm sao? Bà nói rằng: thưa cha, tối con ngủ con không nghĩ nó là căn nhà của con. Hỏi tại sao vậy? Bà trả lời rằng: thưa cha, là bởi vì tối con nhìn lên con không thấy sao trời nữa. Lúc trước á, cha chưa cất nhà cho con thì con nhìn lên tối con ngủ con thấy sao trời nó dột nát, và trời mưa thì nó dột cái giường của con, và bây giờ con nhìn lên con thấy rất là lành lặn và ngủ ngon giấc, và con không tin rằng nó là ngôi nhà của con. Đó là những cái kỷ niệm rất là ấn tượng, rất là dễ thương, tấm lòng mộc mạc của những người dân quê, và họ đã cảm nghiệm được những gì mình đã làm cho họ, mặc dù nó không lớn lao nhưng nó là những công việc nhỏ mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho họ. Và một kỷ niệm thứ hai, đó là thường thì con đi hát phục vụ cho những người Việt tại hải ngoại, thì đứng trên sân khấu thường thì phải mặc chiếc áo dòng. Và vừa rồi một kỷ niệm là mà con nhớ nhất, khi con đến Canada, hành lý của con chỉ có một cái vali mà thôi, ở trong đó thì có áo dòng, áo lễ, thánh giá, đó là những cái trang phục để khi con lên sân khấu, bởi vì con vẫn thích mặc chiếc áo dòng để hát cho quý khán thính giả hơn. Nhưng chẳng may khi đến phi trường và chuẩn bị ra bên ngoài thì cái hành lý đó hải quan bảo là nó bị thất lạc mất rồi, mà ngày mai là đi hát mà không có quần áo để mặc. Cho nên con nói rằng hát cho người nghèo riết rồi mình cũng nghèo, mình không có cái quần áo luôn. Và sau đó thì hai ngày sau thì hải quan đó gửi lại cái vali cho con. Cho nên trong cái đêm diễn đó con không có quần áo, con phải chạy qua mượn cái anh này cái quần, chị kia cái áo, anh kia cái áo, xin lỗi. Và để không là mất thời giờ, trong đêm hôm nay con sẽ hát tất cả là 9 bài thánh ca cho quý bạn chị em nghe, và còn nhiều tiết mục đặc biệt và rất hay chờ đợi phía sau. Vì thế giờ đây con xin nhường sân khấu này lại cho những ca sĩ và những tiết mục kế tiếp. Và cũng xin thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay mục đích con đến đây là từ Mỹ Tho cùng với các em thiếu nhi, và đặc biệt là cùng với các anh chị em nghệ sĩ hải ngoại của Trung tâm Thuyết Nga Paris By Night để đến đây để dùng tiếng hát gây quỹ cho trong giáo xứ Tân Hương. Vì thế mà một lát đây con tha thiết mời gọi tất cả mọi người có mặt trong đêm hôm nay, mỗi người một bàn tay, một chia sẻ, để cho chúng ta có một cái phần quà thật lớn để chúng ta đóng góp cho chương trình, để rồi tại giáo xứ này sẽ có cái nguồn kinh phí để chia sẻ cho những người bất hạnh. Một lát đây con sẽ ôm cái thùng xuống dưới, ai thương con, yêu con thì bỏ tiền vô. Con xin chân thành cảm ơn.
À, vâng thưa cha, thì mới nãy con ở trong hậu đài thì con thấy là cha có cầm một con heo. Thì con không biết là ý nghĩa con heo đó như thế nào ạ? Con xin được phép bật mí. Khi con đến đây thì có một cái em nhỏ gửi cho con một con heo, nói rằng thưa cha con muốn đóng góp trong cái chương trình tối hôm nay mà xin cha giấu tên và giấu mặt con luôn không cho biết. Và đây trước mặt quý cha và tất cả quý bạn chị em, đây là con heo của một em thiếu nhi đã nhịn quà ăn sáng để bỏ tất cả những gì mà em có để giúp cho những người nghèo. Khi con nhận cái con heo này con rất là cảm động, là bởi vì một em thiếu nhi, một em nhỏ mà còn biết nghĩ đến những người khác, biết chia sẻ cho những người khác. Huống hồ chi tất cả chúng ta là những người lớn, là những người giữ túi tiền trong nhà, thì chúng ta không thể quên được cử chỉ đẹp tối hôm nay là chúng ta mở hầu bao làm sao cho chương trình tối hôm nay thật có nhiều tiền để chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và trong buổi tối hôm nay, ngoài chương trình đóng góp chia sẻ của quý bạn chị em, thì chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo sẽ bán vé xổ số lô tô. Mục đích bán vé xổ số lô tô này để có nhiều niềm vui trong chương trình hôm nay, và đồng thời những đồng tiền mà bán qua những chiếc vé số đó sẽ được chuyển vào quỹ của người nghèo trong giáo xứ Tân Hương. Và giờ đây chuẩn bị cho phần xổ số lô tô sắp tới thì các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo sẽ đi phục vụ những chiếc vé. Xin quý bạn chị em, một người có thể mua một vé, 5 vé, 10 vé. Chính việc mua đó thì chúng ta có một phần, đó là xem ai sẽ là những người may mắn nhận những phần quà trong buổi tối hôm nay. Và đồng thời đó cũng là một cách để chúng ta chia sẻ cho những người nghèo. Dạ. Vâng, xin cảm ơn cha rất nhiều ạ. Giờ đây con xin tạm lui rời sân khấu, sẽ trở lại trong giây lát. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Trước khi chúng ta nghe giọng hát của anh Trọng Thắng, Lưu Mục Nguyễn Sang xin được trân trọng giới thiệu một người rất là đặc biệt và rất là quan trọng, không chỉ riêng cho Lưu Mục Nguyễn Sang mà khá đặc biệt cho Trung tâm Thúy Nga Paris By Night. Lưu Mục Nguyễn Sang xin trân trọng giới thiệu, đây là anh Trọng Thắng, là sứ ngôn viên của Đài Việt Phay của Trung tâm Thúy Nga Paris By Night, có mặt trong buổi tối hôm nay. Trọng Thắng xin trân trọng gửi lời chào đến quý cha cùng với tất cả quý vị có mặt trong đêm hôm nay, và xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Sang. Anh Trọng Thắng là một người có thể nói rằng là một sứ ngôn viên rất nổi tiếng và rất ăn khách tại Hoa Kỳ. Có thể nói rằng tất cả những băng đĩa của Thúy Nga hay là những chương trình của Thúy Nga được người ta yêu mến, được người ta ủng hộ là cũng nhờ một phần giọng nói và lời mời gọi của anh Trọng Thắng. Vì thế trong lần về thăm quê hương Việt Nam, anh Trọng Thắng đã tham gia với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo qua những chuyến đi cứu trợ ở Bình Phước, ở Bạc Liêu, và tham gia những chuyến mổ mắt cườm cho những người nghèo tại thành phố. Và giờ đây anh có mặt trong buổi tối hôm nay không chỉ là một người có tài về sứ ngôn viên mà anh còn có một cái giọng hát. Vì thế Lưu Mục Nguyễn Sang mời anh tham gia trong chương trình buổi tối hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu anh Trọng Thắng, sứ ngôn viên của Đài Việt Phay, Trung tâm Thúy Nga Paris By Night. Xin trân trọng cảm ơn cha rất là nhiều. Và thưa tất cả quý khách có mặt ở trong đêm ngày hôm nay, chúng ta gây quỹ vì chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Trọng Thắng rất là vinh dự có mặt ở trong chương trình đêm nay để gửi tiếng hát đến cho quý vị. Ước mong là tất cả quý vị hãy ủng hộ cho chương trình để những cái món quà của chúng ta đi khắp mọi miền của đất nước, chia sẻ với những mảnh đời nghèo khó trên quê hương. Và bài hát đầu tiên Trọng Thắng xin gửi đến cho tất cả quý vị, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyên Vũ. Và bài hát này thì Trọng Thắng biết rằng là hiện nay thì trời cũng còn đang nóng và Giáng sinh thì còn 2 tháng nữa mới đến với chúng ta. Tuy nhiên Trọng Thắng muốn mang đến cho quý vị một chút lạnh lạnh của mùa đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm bài Thánh Ca Buồn.
lời nguyện mình Chúa con nghe không? Sao bây giờ mình ngoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lung linh sao trời đẹp tựa môi mắt, áo trắng trinh nguyên tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa. Xin cho đôi mình suốt đời có nhau, vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mình mộng buồn. Rồi mùa giá buốt cũng trôi qua, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sáng pháo bay sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua biển giáo đường dấu ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau, vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, kẻ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mình mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng trôi qua, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắt pháo bay sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh qua biển giáo đường dấu yêu, tiếng thánh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thánh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Bài
Bài hát mà chúng ta sắp sửa nghe đó là bài hát Con Dân Chúa. Bài hát này con đã được thu âm cách đây hơn 6 năm qua, được nằm trong CD đầu tay, được mang tên đó là CD Dấu Ấn. Bài hát Con Dân Chúa đã được mọi người khắp nơi yêu thích, không chỉ trong nước và hải ngoại. Chính vì thế, hơn 6 năm qua, CD Thánh Ca này đã được phát hành trên 100.000 bản. Và cũng chính bài hát này đã được nhiều người công giáo biết đến qua chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Và cũng qua bài hát này đã mang lại nhiều niềm vui, xoa nhịu những nỗi đau của những người bất hạnh. Và bài hát này, trước khi hát thì con xin nói với quý ông bà anh chị em là con xin được hát bằng giọng của người miền Nam, bởi vì con được sinh ra và lớn lên tại giáo phận Mỹ Tho. Dân Chúa đôi tay này từng vật vã làm cho tê tái, còn dân Chúa đôi bờ vai gánh gông nặng chiếu bao ngày, còn dân Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mai luôn dần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành môi những lần gục ngã trong đời. Đầy mơ ước trôi qua rồi đã làm sâu héo nụ cười, vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc điều yêu, dù đời sống đau thương còn nhiều. Quý ông bạn chị em đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca với tựa đề Con Dân Chúa. Qua bài hát này để thấy rằng mỗi buổi sáng thức giấc, tôi và quý ông bạn chị em luôn đối diện với những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Nào là cơm ăn, áo mặc, gạo tiền, nào là việc dạy dỗ, giáo dục con cái của chúng ta. Và đôi lúc chúng ta tưởng chừng như chúng ta gục ngã, chúng ta không thể làm được những điều đó. Chúng ta chỉ có thể làm được những điều đó với ơn Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Vì để ngày mai có chén cơm manh áo, hôm nay tôi phải lao động vất vả. Vì để ngày mai được vào nước trời, hôm nay tôi phải là người Kitô hữu sống tốt. Bài hát Con Dân Chúa như lời nguyện cầu xin Chúa luôn nâng đỡ và chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Đầy đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành môi những lần gục ngã trong đời. Đầy mơ ước trôi qua rồi đã làm sâu héo nụ cười, vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mai luôn dần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc thang điều yêu, dù đời sống
đau thương còn nhiều. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Bài hát vừa rồi của mình, chị em thấy các em thiếu nhi dốc phần Mỹ Tho múa có hay không? Múa có đẹp không? Và trước khi hát bài hát này thì con có vài lời nói với quý ông bà chị em. Hồi nãy con cầm giỏ xuống để xin tiền, con rất là cảm động tấm lòng của quý ông bà chị em, đặc biệt là các em thiếu nhi. Để cha giữ cái non lá của cha. Lát con sẽ kể chuyện cái non lá cho quý ông bà chị em tại sao con rất thương cái non lá này. Là con rất cảm động tấm lòng của anh chị em bỏ tiền vào trong cái giỏ để chúng ta gây quỹ tối hôm nay cho giáo xứ, để có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo. Nhưng con thấy điều đó là điều tốt, nhưng con có một cái điều tham vọng, đó là con muốn quý anh chị em cho nhiều hơn nữa. Hồi nãy con nhìn trong giỏ tiền, con liếc con thấy tiền lẻ nhiều hơn là tiền chẵn. Cái đây là con xưng tội với tất cả mọi người công khai. Vì thế một lần nữa, một lát nữa con xuống đó, con đi xin tiền. Xin quý bạn chị em đừng có đếm mất công, tối không có thấy đường đếm, cứ nhiêu bỏ vô hết giùm cho con. Ông bạn chị em đồng ý không? Dạ. Con xin đi xin tiền con rất là vui, bởi vì con không có xin cho con xin cho người khác. Con rất là hãnh diện và rất là vui vì được cộng tác với quý ông bạn chị em. Con nói như thế để một lần nữa mời gọi tất cả quý bạn chị em tối hôm nay mở rộng hầu bao của chúng ta. Có bao nhiêu tiền bỏ vô hết cho những người nghèo đi, rồi ngày mai Chúa sẽ cho cái khác, nếu Chúa không cho đến đây gặp con. Và sắp tới đây thì chúng ta sẽ bước vào phần xổ số lô tô. Vì thế con xin mời tất cả chúng ta hãy tranh thủ làm sao trên tay mình ít ra cũng phải có một cái chiếc vé để chúng ta ủng hộ cho chương trình. Bởi vì thật sự tối hôm nay phải nói rằng là giáo xứ Tân Hương làm rất là đặc biệt, vì có những ca sĩ từ hải ngoại, mặc dù rất là bận rộn nhưng vì yêu thích chương trình và yêu quý với quý bạn chị em, vì thế rất tranh thủ để mà đến đây hát cho chúng ta. Và con xin được chia sẻ tại sao con nói con yêu thích cái nón lá này, là bởi vì chuyến đi hát vừa qua tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại quận Cam ở miền Nam Cali, khi con hát trong một cái show trình diễn cũng có trang phục với bài hát Cô Dân Chúa như thế này, cũng đổi chiếc nón lá. Thì trong đêm đó con chỉ hát và bán CD mà thôi, chứ không có đấu giá. Và sau khi hát bài hát Cô Nhân Chúa thì có một cô đến gặp con, nói rằng: thưa cha, con muốn mua chiếc nón lá của cha. Thì con nói rằng là tôi nghèo lắm, có cái nón lá mà tôi cũng bán rồi làm sao. Thôi thì bây giờ tôi cũng không có cái gì để bán, nhưng mà nó là một kỷ niệm. Nhưng mà chị muốn mua thì tôi sẽ bán cho chị, nhưng chị phải lên sân khấu, chị nói rằng là chị mua chiếc nón lá này. Và chị đã lên sân khấu, chị nói chị muốn mua chiếc nón lá này với giá 5.000 đô la Mỹ. Và quý bạn chị em biết là sau khi mua chiếc nón lá xong rồi con đâu còn có nón lá nữa. Và 3 ngày sau con quay hình tại trung tâm thuyết nga Paris by Night, bài hát Kinh Hòa Bình, Con Dân Chúa và bài Lòng Mẹ. Cuối cùng không có cái nón lá, con phải mượn lại nón lá của chị. Con nói chị ơi cho em mượn lại đi, rồi em diễn xong trả lại cho chị. Cho nên ở bên Việt, ở hải ngoại thì rất hiếm nón lá, ở đây thì rất nhiều. Về nhà con kể cho nhiều người nghe, nói tại sao cha không mang lại 10 cái qua bệnh bán. Đó là những kỷ niệm vui trong cái những chuyến đi phục vụ cho những người Việt Nam tại hải ngoại. Và để không làm mất thời giờ quý mạnh chị em, sau đây một bài hát kế tiếp rất quen thuộc và ý nghĩa chúng ta. Bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Thank you.
xa ngày tôi xa mẹ càng gần. Trời mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rung con phải mồ côi, gió lay mẹ rung con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Chúng ta đang thưởng thức nhạc phẩm Mừng Tuổi Mẹ. Qua bài hát này xin được gửi tặng cho tất cả những ai còn cha mẹ trong cuộc đời này. Hãy biết trân trọng gìn giữ, đừng để đánh mất ân tình sâu nặng ấy, để rồi một ngày nào đó chúng ta thật nuối tiếc biết bao. Bài hát này chúng ta cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho cha mẹ của chúng ta. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rung con phải mồ côi, gió lại mẹ rung con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Thank you.
vòng tay hương. Nồi lửa lên xua tan đêm đen, nồi lửa lên xua tan ngăn cách, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Nơi anh em xa xôi lại gần, nơi anh em yêu thương đầy tràn. Nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Nồi lửa lên xua tan ngại ngần, nồi lửa lên cho tim hơi ấm. Nồi lửa lên nồi liền con tim, nồi lửa lên nồi lòng yêu tin. Nồi thêm xa yêu thương đồng loại, nồi con tim ai đang lạc loài. Ngăn cách nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Nồi anh em xa xôi lại gần, nồi anh em yêu thương đầy tràn. Nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng. Tiếng hát vì người nghèo, hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng hát vì người nghèo. Trong mẹ nghe lời mẹ dẫn đưa, nhớ lời của mẹ khi xưa.
mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy siêng năng lần hạt mình côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ. Trái tim mẹ ta đang thưởng thức nhạc vọng tiếng gọi Fatima. Một lần nữa mẹ mời gọi tất cả con cái của mình hãy trở về với Chúa qua việc siêng năng lời hạt kinh mơ thôi. Chính lời kinh kính mừng sẽ giúp chúng ta khi này và trong giờ năm tử. Qua bài hát này xin mẹ Maria luôn đồng hành với tất cả mọi người chúng ta. Nghe tiếng gọi Fatima, bao tâm lòng tươi như hoa, xin bước quay về thôi hết nao nề. Theo mẹ trên thế gian có mẹ rất dịu ôi an. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn hóng hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim. Mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Xin chân thành cảm ơn quý ông anh chị em. Còn nhiều bài hát thánh ca rất hay, bởi vì Lưu Mục Nguyễn Sang sẽ dành những tiết mục đặc biệt hay để gần chót cho nó có sự ngạc nhiên. Và bài hát này Linh Mục Nguyễn Sang hát trước để cho các em thiếu nhi giáo phường Mỹ Tho nó về trước để nó ngủ, mai nó còn đi học nữa. Chứ mà đi múa, đi hát theo cha mốt học dở. Vì thế xin quý bạn chị em cố gắng nán lại trong giây lát để chúng ta thưởng thức những tiết mục rất hay đặc sắc mà Linh Mục Nguyễn Sang xin dành lại sau cùng. Và đặc biệt đó là tiết mục xổ số lô tô để xem những ai là những người may mắn được lãnh những phần giải đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn cha. Chúng con xin cảm ơn cha. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần trao tặng xe lăn. Và đây là những phần quà chính, là phần quà tài trợ trực tiếp từ Linh Mục Nguyễn Sang. Và để có những phần quà thiết thực như thế này thì Ngài đã phải bỏ công sức rất nhiều, từ việc di chuyển đi quyên góp các nhà hảo tâm, từ việc bán các CD thánh ca để tạo nên một quỹ từ thiện như ngày hôm nay. Chúng con xin kính mời Linh Mục Nguyễn Sang sẽ lên trao những phần quà cho những người được nhận xe lăn trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Trước khi gửi tặng những chiếc xe lăn, một lần nữa con là Linh Mục Nguyễn Sang xin chân thành cảm ơn toàn thể của bạn chị em trong những năm tháng qua đã đồng hành với chương trình, đã đóng góp và chia sẻ những chiếc xe đi thăng ca và cầu nguyện để vật chất để chương trình đến với người nghèo có điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn. Còn hôm nay những đại diện của những người lãnh chiếc xe lăn này là một trong những công việc mà những người đã trở thành công đến hôm nay đã trên 2.000 chiếc xe lăn đã phục vụ khắp nơi trong nước. Và mong rằng trên cái đường sắp tới lòng qua những chiếc xe lăn, và với lời chúc sức khỏe và cầu mong cho những người nhận chiếc xe lăn này dùng nó với một cái niềm vui và những điều tốt cho việc đi lại trong gia đình.
Hương xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn cha Linh Mục Nguyễn Sang để trao tặng những chiếc xe lăn này. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Vâng, thưa quý vị, sau tiết mục xổ số lô tô phần 1 và chúng ta chuẩn bị đến với phần 2 thì tổng số tiền chúng ta đã thu được từ việc bán vé xổ số lô tô lúc này là 16.974.000. Tổng số tiền chúng ta đã thu được trong buổi tối ngày hôm nay đã lên tới con số 174.895.000 đồng Việt Nam, 202 đô la Mỹ, 10 đồng Ấn Độ và 16.974.000 tiền bán vé lô tô. Và chúng ta sẽ cho chúng ta một tràng pháo tay ạ. Con bé nhỏ hay lắng nghe lời mẹ, sống phúc âm giữa đời, sống chứng nhân nước trời. Lạy mẹ mê du, mẹ đến đây thăm đoàn con, lòng con vui sướng ngước nhìn mẹ mắt lệ. Lời mẹ nhu khuyên, tiếng gọi mời thôi thúc van xin, tiếng gọi mời chan chứa ân tình, thắm như lời kinh thiết tha chiều mến. Lạy mẹ mê du, đoàn chúng con đêm ngày thành tâm, hộp dưới bóng mẹ chúng con sống sư điệp mẹ ba. Hãy lắng nghe lời mẹ, hãy sống trong chạy tình, sẽ thấy lòng an bình. Chúng ta đang thưởng thức nhạc phẩm Lạy Mẹ Mê Du được phát hành trong CD 19 với chủ đề Chúc Tình Con Thơ. Qua bài hát này, xin mẹ Mê Du đổ tràn đầy ơn lành cho chúng ta và xin cho mọi người chúng ta biết tin tưởng phó thác, trao những khó khăn vất vả trong cuộc đời này cho mẹ. Xin mẹ luôn nâng đỡ và gìn giữ chúng ta. Lạy mẹ mê su, mẹ đến đây thăm đoàn, lòng con vui sướng ngước nhìn mẹ mắt lệ. Lời mẹ nhu khuyên, tiếng gọi mời thôi thúc van xin, tiếng gọi mời chan chứa ân tình, thắm như lời kinh thiết tha chiều mến. Lạy mẹ mê du, đoàn chúng con đêm ngày thành tâm, hộp dưới bóng mẹ chúng con sống sư điệp mẹ ba. Hỡi các con bé nhỏ,
hay lắng nghe lời mẹ, thánh lễ luôn truyền cần, thánh thế nguồn an bình. Lạy mẹ mê du, mẹ đến đây thăm đoàn lòng con vui sướng ngước nhìn mẹ mắt lệ buồn. Lời mẹ nhu khuyên, tiếng gọi mời thôi thúc van xin, tiếng gọi mời chan chứa ân tình, thắm như lời kinh thiết tha chiều. Lạy mẹ mê du, đoàn chúng con đêm ngày dưới bóng mẹ, chúng con sống sư điệp mẹ ban. Lạy mẹ mê du, đoàn chúng con đêm ngày thành đồng. Hôm dưới bóng mẹ, chúng con sống sư điệp mẹ ban. Chúng con xin cảm ơn cha, kính chúc cha thật nhiều sức khỏe và niềm vui để có thể đem lời ca tiếng hát dân Chúa đến khắp mọi nơi. Xin hồng ân Thiên Chúa luôn đổ tràn trong cha. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn cha. Xin cảm ơn các bà mẹ công giáo và thiếu nhi chúng con. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, và chương trình đặc biệt số lô tô này thì Thái Toàn sẽ cùng số lô tô với cha. Và một lần nữa Thái Toàn xin mời cha ra sân khấu để cùng số cho tất cả quý vị con khách và bà con ở đây. Tối nay ai sẽ may mắn đoạt giải? Và con mời cha ghi một số đầu tiên. Và đây là số đầu tiên thì cha sẽ ghi quý vị là 6 tặng phẩm giải khuyến khích trước. Thì cha sẽ ghi con số đầu tiên, xin mời cha. Quý vị cho chàng vỗ tay. Con số gì đây, con số gì đây, là cờ ra con mấy gì đây, con số gì đây. Con dân Chúa đôi tay này, từng giật và làm cho tê tai. Con dân Chúa đôi bờ dài, gánh gông nặng chiếu bao ngày. Con dân hạnh phúc miệt mài 482. Ai là chủ nhân của chiếc vé 482 xin mời lên sân khấu. 0482 xin mời lên sân khấu, cha đã trao sản phẩm. Số gì đây con đầu tiên có, rồi xin mời quý vị lên sân khấu. Ai là chủ nhân đoạt hai giải, con số gì đây? Số gì đây, số kiến thức con, số gì đây, số gì đây, số gì đây con, số gì đây? Hồi hộp quá, hồi hộp pháp phần vật của ngài, con số gì đây? Số gì đây con, số gì đây, số gì đây, số gì đây? Chúc sinh chúc mọc đầu đình, em xin mà em đứng dưới sình mà cũng xin. 1229, 1229. Số gì đây? Có ai không chạy lên lẹ lẹ lên, phần quà cái tiếp ba của ai sao không có ai chạy lên. Số gì đây con, số gì đây, số gì đây? Vừa nghe tiếng pha tâm hồn phi giao tiên sao, quỳ dưới ngai vàng cầu xin thánh quân đứng ra cho đội đàn con tàu lá lai. Quân dương ơi giờ xa nhau, quân dương ơi giờ xa nhau, em đi trong người báo trong giờ đành địa xa. 723, 0723. Rồi ok, có một em bé trúng số, xin quý vị cho em bé một tràng pháo tay quý vị. Số gì đây con, số gì đây? Hôm qua em đi chùa hương, qua cò còn mà hơi sương, cùng thầy mẹ chỉ vắng đầu soi gương. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yểm đào, quần linh chiếc áo the mới, tay em cầm chiếc đòn quay thao, chân em đi đôi cuốc cao cao. 746,
số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Đường xa hùng mục mà bao giờ gặp nhau hai cha. Từ giá lên đường con đi chúng ta, cha ở lại quê nhà, giá biệt con lên đường. Cha ơi giờ con chia tay, cha ơi giờ con ra đi. Cha ơi giờ cách xa bao ngày gặp lại cha. 1813 1813 bắt đầu xin đọc lại 1813 ai đoạt giải đặc biệt lên sân khấu. 1813 xin quý vị cho chàng vỗ tay đó. Hôm nay giải đặc biệt đó là cái người nhà thờ tổ chức chương trình này đó. Đây là một vị thành viên trong nhà thờ đã đoạt giải nhất. Quý vị cho một tràng vỗ tay quý vị. Đúng là hẹn trọn vẹn một đêm văn nghệ và một đêm văn nghệ gây quỹ vì người nghèo, góp một bàn tay đó. Tối đêm nay cũng về một phần đặc biệt, cũng về đó quay vòng tay nhân ái này. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay rất là đặc biệt vì một nhân viên vị thành viên đó tại nhà thờ này đã nhận được giải đặc biệt. Và một lần nữa thì tất cả cô xin gửi lời chào tất cả quý vị và xin chúc toàn thể tất cả quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát cao, tiền vô ào và gia đình hạnh phúc. Và cũng không quên xin chúc quý vị đã may mắn đoạt giải quan trình tối đêm nay. Bây giờ đây đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thật sự ra Linh Mục Nguyễn sẽ muốn hát nhiều hơn nữa bởi vì thời gian không cho phép nữa. Và giờ đây xin mời ban tổ chức ra sân khấu để chúng ta cùng cảm ơn một lần cuối. Và Linh Mục Nguyễn sang kính chúc tất cả chúng ta một buổi tối hôm nay thật vui tươi và một giấc ngủ thật bình an. Thank you.